Xin kính chào quý nhà đầu tư, rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La bàn đầu tư. Chương trình của chúng tôi được livestream trực tiếp vào lúc 15h30 thứ hai hàng tuần. Và như mọi khi thì trong chương trình này có tôi là Lương Xuyên và anh Tuấn Hoàng Pape sẽ cùng điểm qua những thông tin chính của trong chương trình này. Sau đây thì tôi và anh Tuấn Hoàng sẽ đi vào nội dung chi tiết của chương trình. Cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi gồm có 5 phần. Phần thứ nhất đó là thông tin vĩ mô, phần thứ hai là kênh cổ phiếu, phần thứ ba là kênh thu nhập cố định, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần thứ năm là câu chuyện đầu tư. Sau đây là phần thông tin vĩ mô. Tin đầu tiên của thông tin vĩ mô đó là trữ lượng ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc lần đầu vượt 1.000 tỷ USD. Tính đến đầu tháng 6, dự trữ ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại Trung Quốc ở mức 1,38 nghìn tỷ USD. Nhu cầu hàng hóa và nguyên vật liệu tăng cao giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thu về doanh thu lớn từ ngoại tệ. Kinh tế tăng trưởng, đồng nhân dân tệ mạnh hơn và thị trường chứng khoán khởi sắc thu hút nhà đầu tư nước ngoài bán đồng USD để lấy đồng nhân dân tệ nhằm mua vào cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc. Trong năm vừa qua, thì nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 154 tỷ USD, xấp xỉ gần bằng 1.000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu nội địa Trung Quốc. Và thanh khoản siêu nới lỏng, chi phí lãi vay bằng USD ở Trung Quốc thấp hơn ở Mỹ, thì tỷ giá USD nhân dân tệ đang ở quanh vùng là 6.45, mức thấp nhất kể từ năm 2018, thì dự trữ ngoại hối ở mức kỷ lục và lãi suất USD qua đêm thấp gây lo ngại cho PBOC rằng các ngân hàng thương mại sẽ mua nhân dân tệ thay USD và giúp đồng nhân dân tệ càng mạnh hơn và ảnh hưởng đến xuất khẩu. Mặc dù như vậy, nhưng mà đây là cơ hội cho các nhà đầu tư nội địa mua tài sản nước ngoài và cho PBOC cải cách và nới lỏng hệ thống kiểm soát vốn hai chiều. Cái câu chuyện về việc mua tài sản nước ngoài thì chúng ta đã thấy chứng kiến trong cái giai đoạn mà của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi mà cái tổng vốn của họ xuất khẩu ở đây chủ yếu xuất khẩu vũ khí của họ rất là mạnh, khiến cho nền kinh tế của Mỹ, cái đồng tiền đô của Mỹ họ tăng giá rất là mạnh. Thì trong thời điểm đó thì Mỹ đã đem tiền ra mua tài sản nước ngoài rất là nhiều, và chúng ta biết rằng là sau đó thì có rất nhiều các công ty, rất nhiều các tài sản trên thế giới là đã bị lệ thuộc vào Mỹ. Ví dụ như Ả Rập Saudi với cái công ty Aramco chẳng hạn, nó là một cái công ty ban đầu là của Mỹ, đúng không ạ? Thì tương tự thế, cái câu chuyện hiện nay cũng như vậy, tức là Trung Quốc hoàn toàn thể mang cái dòng vốn, khi mà đồng tiền nhân dân tệ của họ mạnh, họ để mang dòng vốn đó họ đi mua tài sản nước ngoài khác. Và thực tế thì chuyện này diễn ra rồi, khi mà Trung Quốc đang cố gắng gây cái sức ảnh hưởng của mình trên địa chính trị trên toàn thế giới, đặc biệt là cái hành lang một vành đai một con đường, đúng không ạ? Cái gọi là con đường tơ lụa thời kỳ mới, thì đấy là những cái mà Trung Quốc đã thực hiện và họ đang cố gắng bành trướng cái chính trị của họ lên mạnh hơn. Và tiếp theo về kênh thông tin vĩ mô đó là giá nhà tiếp tục lập kỷ lục mới trong tháng 5 tại Mỹ và một số nước ở châu Âu. Thì các chính sách kích thích tiền tệ đã giúp thị trường bất động sản tăng trưởng ở Mỹ và châu Âu. Cụ thể đó là với các biện pháp bơm tiền, lãi suất thấp và nguồn cung có hạn, thì giá bán nhà tại Mỹ và một số thị trường châu Âu liên tục tăng mạnh khi mà nhiều người muốn mua bất động sản có diện tích rộng rãi để phục vụ cho nhu cầu vừa làm việc và sinh sống. Và giá bất động sản bị đẩy lên quá cao có thể dẫn đến rủi ro điều chỉnh giá mạnh, và đồng thời thì gia tăng sự phân hóa giàu nghèo khi mua nhà giờ đây đã càng trở nên khó khăn hơn với những người mua nhà lần đầu và người có thu nhập thấp. Chúng ta biết rằng là khi mà Fed bơm cái lượng vốn rất là lớn trên ra toàn cầu ấy, thì cái tiền đấy đầu tiên nó sẽ chảy vào đâu? Chảy vào tài chính trước, tức là những tài sản lỏng trước, chảy vào tài sản lỏng và khiến cho cái giá của tài sản lỏng, tức là kiểu như là cổ phiếu này, họ sẽ tăng giá rất là mạnh. Và sau đó thì một phần cái tiền mà từ cổ phiếu đấy họ sẽ chuyển dịch sang những kênh tài sản khác, ví dụ như bất động sản. Đó thì chúng ta nhận thấy rằng là kênh bất động sản tăng giá vừa rồi có thể là một phần cái dòng tiền từ kênh tài sản lỏng là tài sản tài chính chuyển dịch sang. Điều đó có hàm ý rằng là cái tác động của Fed ấy, nó sẽ tác động cái ảnh hưởng của Fed rất là lớn, và trong cái điều kiện hiện tại thì Fed vẫn chưa đưa ra cái động thái rằng là thu hẹp cái bảng cân đối của mình, họ vẫn đang mở rộng cái bảng cân đối mặc dù với tốc độ chậm hơn. Điều đó có nghĩa rằng là Tuấn chưa cho rằng là cái việc giá nhà tăng lên như này rất là nhanh này có nghĩa rằng là thị trường nó vào bong bóng hay là nó có thể sụt giảm, mà nó chỉ cho rằng là thị trường này nó đang có xu hướng bùng nổ về cái giá tài sản. Và Tuấn cho rằng là trong trường hợp mà Fed vẫn còn tiếp tục bơm tài sản ra thị trường như hiện tại thì chúng ta chưa cần quá đáng lo ngại về cái giá tài sản có thể giảm. Vâng, và tin tiếp theo đó là mặc Covid-19 nhưng giá trị tài sản toàn cầu tăng trưởng 7,4% lên mức là 418,3 nghìn tỷ USD. Thì như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy trong slide đó là chứng khoán toàn cầu khởi sắc là đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng của tài sản, tiêu biểu là ở Bắc Mỹ và châu Âu, và bất bình đẳng tài sản ngày càng rõ rệt. Lần đầu tiên trong lịch sử các triệu phú USD chiếm hơn 1% dân số toàn cầu và người giàu trên 1 triệu USD nâng tỷ lệ sở hữu tài sản toàn cầu từ mức 35% năm 2000 lên 46% năm 2020 tổng giá trị tài sản. Và giai đoạn 2000 đến 2020 thì các thị trường mới nổi tăng tỷ lệ sở hữu tài sản toàn cầu từ mức 9,3% lên mức 30,3%. Và Trung Quốc và Ấn Độ là nền kinh tế đóng góp chính cho bước nhảy vọt của các thị trường mới nổi trong cơ cấu tài sản toàn cầu để chiếm 30,3% tổng giá trị tài sản, và dự kiến là đến năm 2025 thì các nền kinh tế mới nổi sẽ tăng trưởng 59% và nâng giá trị tài sản trên người lên 20.880 USD. Chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là hôm trước Tuấn có làm một cái thống kê ấy, tức là đọc một cái bài báo thống kê rằng trong cái tổng cơ cấu tài sản của một người thì nó sẽ phân lớp rất là khác biệt. Có những người mà ở tầng lớp trung lưu chẳng hạn thì cái lượng tài sản cổ phiếu ấy nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 30% trong tổng tài sản người ta thôi. Nhưng mà những người mà ở lớp giàu, siêu giàu ấy, thì họ chiếm đến 90-95% cái tổng tài sản người ta. Đó cũng chính là câu chuyện mà Tuấn vừa nói ở lúc trước, đó là khi Fed họ bơm lãi suất ra thị trường, tức là bơm lãi suất giá rẻ ra thị trường và họ tăng cái tổng cái tài sản họ lên, thì đương nhiên là tiền sẽ đẩy vào các kênh tài sản lỏng trước, và những giới nhà giàu ấy họ sẽ cầm cái tới cái tài sản lỏng rất là nhiều, đúng không ạ? Chính vì thế nên cái tốc độ tăng giá của tài sản vào lên rất là nhiều. Ngoài ra thì có một điểm Tuấn muốn nói đến quý vị anh chị, đó là về dài hạn ấy, thì cái chênh lệch giữa giá tài sản và chênh lệch với cả thu nhập lao động ngày càng tăng. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi năm này giá bất động sản hạn chúng ta tăng trưởng đâu đó 10% đi, thì 1 tỷ thì 10% đâu đó là 100 triệu, đúng không ạ? Nhưng mà sau khoảng 10 năm cái giá tài sản nó lên khoảng 2 tỷ thì 10% nó là khoảng 200 triệu, trong đó cái mức lương của chúng ta sẽ không tăng nhanh được như thế. Thì đấy chính là một đặc điểm rằng là thông thường cái giá tài sản sẽ tăng vọt hơn, nhanh hơn rất nhiều so với cả cái thu nhập người lao động. Chính vì trong điều kiện như thế thì Tuấn cho rằng là nếu như quý vị mà muốn có sự an tâm trong tương lai, an tâm về hưu trí trong tương lai, thì quý vị anh chị nên cái sở hữu cái tài sản nhiều hơn một chút, và mình sẽ phải ưu tiên. Nếu ví dụ có tiền cái lập tức là thay vì mọi người chi tiêu trước thì mọi người hãy chuyển hết tiền vào tài sản để đầu tư trước, và dần dần khi mà phải cố gắng mình phải giống được những người giàu ấy, tức là đa phần là tài sản của mình là nằm trong tài sản lỏng, tức là tài sản mà sinh lời, chứ đừng để trong những cái tiêu sản. Thì đó là cái lời khuyên của Tuấn. Xin hết. Dạ vâng. Vậy thì một tin tiếp về thông tin vĩ mô, đó là nhu cầu nhiên liệu ở Việt Nam giảm trong tháng 6. Thì hoạt động lái xe đang trở lại mức trước đợt dịch lần thứ tư ở Ấn Độ và trái ngược với tình hình ở Việt Nam và Malaysia. Thì dịch Covid-19 lần thứ tư khiến nhu cầu di chuyển và vận tải của Việt Nam giảm mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh giãn cách xã hội ở một số tỉnh thành, và nhiều khả năng là PMI và chỉ số di động xã hội của Việt Nam và Malaysia sẽ giảm và sẽ chỉ bắt đầu hồi từ quý 3. Và phân hóa nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ở châu Á trong tháng 6 đang trở nên khá rõ ràng. Và sự hồi phục tiêu thụ nhiên liệu ở châu Á đang diễn ra sự phân hóa giữa các quốc gia. Các quốc gia đang khống chế được dịch Covid-19 như Ấn Độ, Thái Lan cho thấy sự gia tăng dịch chuyển so với tháng 5, và trong khi nhu cầu ở Việt Nam, Đài Loan và Malaysia thì đang giảm. Vâng ạ, thì nhìn cái biểu đồ này chúng ta thấy rằng là Việt Nam, cái việc di chuyển Việt Nam đang rất là kém, đúng không ạ? Họ bị giảm từ tháng 5 sang tháng 4 và tháng 6 sang tháng 5, cho thấy rằng là cái dịch Covid đang bị tác động rất là tiêu cực đến Việt Nam. Nhưng ở đây tôi có một câu chuyện rất là hay để kể quý vị anh chị, tức là khi mà các công ty bị ảnh hưởng tiêu cực trong cái đợt dịch, tức là họ bị suy thoái, thì những công ty đó họ sẽ cố gắng, những công ty khỏe họ sẽ cố gắng cắt giảm mọi thứ và khiến cho cái chi phí hoạt động họ rất là lean, tức là rất là tinh gọn, và khiến cho là khi mà thị trường cần phát triển trở lại thì thay vì ngày xưa là một đồng doanh thu thì kiếm được 1 đồng lợi nhuận, thì bây giờ 1 đồng doanh thu tăng thêm có thể kiếm lên lợi nhuận tăng thêm khoảng 2-3 đồng. Đó thì chúng ta sẽ tin tưởng rằng là khi mà cái đợt dịch qua đi, bởi vì bây giờ đang là thời kỳ xấu nhất, và khi mà cái tiêm phòng Covid đang phát triển rất là mạnh mẽ. Hôm trước Tuấn vừa cập nhật rằng là cái lượng tiêm phòng Covid của Việt Nam đó khoảng 3,3 triệu liều rồi, tức là khoảng 3%, và nó sẽ tập trung ở các thành phố lớn trước và nó sẽ mở rộng dần ra các khu vực rộng, các tỉnh thành nhỏ. Thế thì những doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng rất là tiêu cực trong cái đợt Covid vừa rồi, họ sẽ phục hồi, là những doanh nghiệp sẽ phục hồi rất là mạnh mẽ sau dịch, nhất là khi mà cái chi phí họ đã trở nên rất là lean và họ hoạt động rất là hiệu quả rồi. Thì trong cái đó thì Tuấn có nhìn thấy rằng là cổ phiếu như Thế Giới Động hay là cổ phiếu PNJ, chúng ta thấy rằng là tháng 5 là tháng mà Thành phố Hồ Chí Minh bị giãn cách xã hội và bị phong tỏa rất là nhiều. Trong cái đó những cửa hàng của Thế Giới Động hay của PNJ họ bị đóng cửa rất là lớn, và rất nhiều cửa hàng của họ trong vùng Thành phố Hồ Chí Minh bị đóng cửa. Tuy vậy thì trong báo cáo kết quả 5 tháng cái doanh thu của họ tăng khoảng một con số thôi, nhưng mà cái lợi nhuận tăng trưởng đến hai con số, tức là đến khoảng 26-27%. Đó thì điều đấy Tuấn cho thấy rằng là những cổ phiếu bán lẻ như Thế Giới Động và VND đã bị ảnh hưởng rất tiêu cực trong cái giai đoạn trước rồi, và họ đã tái cơ cấu khiến cho cái chi phí của họ rẻ, nó tốt hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà thời gian tới Tuấn tin rằng hai cổ phiếu này rất đáng để xem xét sau dịch Covid qua đi. Cảm ơn Tuấn. Thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh tiếp theo, đó là kênh cổ phiếu. Và với tuần này thì Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn cơ hội nâng hạng MSCI. Thì ước tính theo kết quả phân loại thị trường chứng khoán thế giới thì Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn với cơ hội được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, và điều đã được các tổ chức sớm dự báo. Và trong báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu năm 2021 thì MSCI vẫn giữ nguyên các đánh giá với thị trường chứng khoán Việt Nam, và MSCI được xem xét khả năng đưa thị trường Pakistan từ thị trường mới nổi về thị trường cận biên trong kỳ đánh giá tháng 11 năm 2021 do không còn đáp ứng được các tiêu chí về quy mô và thanh khoản. Và theo đề xuất trên thì tỷ trọng của Việt Nam trong danh mục thị trường cận biên sẽ bị giảm nhẹ từ 31% xuống còn 30,3%, trong khi số lượng cổ phiếu vẫn được giữ nguyên. Vâng ạ, chúng ta biết rằng là qua kinh nghiệm Pakistan hay là một số các thị trường khác, là khi một thị trường được gia nhập từ cận biên sang mới nổi khiến cho cái định giá của doanh nghiệp đấy thường của cái nền kinh tế đấy thường được tăng từ khoảng 25 đến 40%. Và như Tuấn có theo dõi thì một số thời gian như kiểu Pakistan chẳng hạn, khi họ được từ cận biên lên mới nổi là cái giá trị index của họ tăng trưởng đâu đó khoảng 70-80% trong vòng có 6 tháng. Đó thì trong điều kiện hiện tại thì chúng ta sẽ chưa thấy cái điểm nổi bật của MSCI vào mới nổi cho thị trường Việt Nam. Nhưng chúng ta đâu đó rằng là dự kiến năm 2023 Việt Nam hoàn toàn thể vào thị trường mới nổi, và chính phủ Việt Nam tức là Ủy ban chứng khoán mình đã có cái một đội gọi là đội đặc nhiệm đi, đã tìm rất nhiều cách để giúp thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào được chứng khoán mới nổi MSCI. Và cái dự án này bắt đầu từ năm 2019 rồi, 2018, khiến cho Tuấn tin rằng là có thể trong thời gian gần nữa thôi, khoảng 2022 hoặc 2023 hoàn toàn MSCI có thể Việt Nam có thể vào cái xem xét của MSCI vào mới nổi. Thì trong điều kiện đó thì giá của thị trường chứng khoán sẽ tăng rất là mạnh, và chúng ta cùng chờ đợi điều này có xảy ra hay không. Và trong kịch bản cơ sở tôi nghĩ rằng là lên được khoảng 40% đến 50% là hoàn toàn có thể xảy ra. Vâng. Tiếp theo thì tuần này chúng tôi có cập nhật đến Vinhomes, 3 đại dự án sẽ được tung ra thị trường cuối năm 2021. Thì năm 2020 thì Vinhomes đã ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất là tăng trưởng là 36% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc hoàn thành và bàn giao các dự án Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park và Vinhomes Westpoint. Và năm 2021 thì công ty sẽ đẩy nhanh việc triển khai các dự án bất động sản khu công nghiệp đầu tiên tại Hải Phòng, và 3 đại dự án Dream City Hưng Yên, Vinhomes Đan Phượng, Vinhomes Cổ Loa đã có kế hoạch triển khai các thủ tục mở bán vào cuối năm 2021, và dự án Cần Giờ và Hạ Long đang được triển khai mạnh mẽ và dự kiến sẽ mở bán vào giai đoạn năm 2022-2023. Và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty đặt ra đó là doanh thu sẽ đạt 90.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Vâng, chúng ta nhận thấy có 3 đặc điểm chính để cho ngành bất động sản rất là hot trong cuối năm nay và năm sau. Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất đó là những thông tin vĩ mô thôi, đó là cái thu nhập đầu người của Việt Nam tăng dần theo thời gian, và khiến cho đồng thời là cái tỷ lệ sở hữu ô tô trên đầu người Việt Nam rất là thấp. Đó. Thứ hai đó là cái việc phát triển hạ tầng. Phát triển hạ tầng của Việt Nam ấy thời gian tới là sẽ đẩy mạnh hơn, và khiến cho việc mà phát triển hạ tầng tốt như thế thì cái thời gian mà di chuyển từ khu vực ngoại ô cho đến khu vực nội thị, nội thành nó sẽ tiết giảm một cái thời gian đi. Và chính vì vậy nên là điểm thứ ba là những doanh nghiệp nào có quỹ đất ở khu vực ngoại ô ấy, sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Và trong đó chúng ta nhìn thấy rằng là những cái dự án mà Vinhomes sắp tới triển khai đây đều là những dự án mà khu vực rất là hoạt động ngoại ô hơn rất nhiều, như kiểu Hưng Yên này, Đan Phượng này, Cổ Loa vân vân, đúng không ạ? Hay là Smart City hay là Ocean Park đều khu vực rất khá là xa. Đó, trong điều kiện như thế thì Tuấn tin rằng là những công ty bất động sản mà có cái quỹ đất khu vực vùng ven ấy tốt thì hoàn toàn là rằng có điều kiện để cổ phiếu tăng giá. Ngoài Vinhomes ra thì chúng ta để ý thêm một số doanh nghiệp như kiểu Khang Điền hay Nam Long, họ cũng đều có những cái quỹ đất bất động sản vùng ven khá là tốt và lãnh đạo doanh nghiệp cũng rất là fair với cổ đông. Tuấn, rất quan trọng trong cái phần mảng bất động sản đó là doanh nghiệp phải lãnh đạo doanh nghiệp phải fair cổ đông nhé mọi người nhé. Bởi vì có rất nhiều doanh nghiệp mà lãnh đạo không fair cái lập tức là họ có thể chuyển giá khiến cho nhìn thì quỹ đất nhiều thế nhưng mà thực ra cổ đông hưởng được rất là ít. Thì đó mọi người cần phải rất để ý trong ngành bất động sản này, đó là cái ban lãnh đạo phải rất là fair. Và cập nhật hiệu quả về quỹ VNDAP tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2021 của VND thì tăng trưởng NAP trên chứng chỉ quỹ của chúng tôi đạt trên 42% so với VN30 Index đạt hơn 41%. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh thu nhập cố định. Ở kênh thu nhập cố định thì vẫn như mọi khi thì chúng tôi sẽ nhắc đến kênh tiền gửi. Thì kênh tiền gửi trong tháng 6 năm 2021 thì mặt bằng lãi suất dự báo tăng vào cuối năm 2021. Và nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Vietcombank tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn dưới 12 tháng thêm 0,2%. Và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì SCB giảm lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn thêm 0,2%. Đáng chú ý là VPBank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng thêm 1,2% lần lượt từ 5,3% đến 5,4% lên mức 6,5% đến 6,6% trên một năm, áp dụng từ ngày 28 tháng 6 năm 2021. Và theo ngân hàng nhà nước thì tính đến ngày 21 tháng 5 năm 2021 thì tăng trưởng tín dụng đạt 4,67%, tăng trưởng huy động đạt 2,68%. Chênh lệch giữa tiền gửi và tín dụng vào khoảng là 160.000 tỷ đồng. Và tuy nhiên thì khoảng 33.000 tỷ đồng của trái phiếu chính phủ đáo hạn vào tháng 6 đã được hỗ trợ cho thanh khoản hệ thống ngân hàng. Và đánh giá của chúng tôi ở đây đó là cuối năm 2021 thì nhu cầu tín dụng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi và áp lực lạm phát sẽ cao hơn. Mặt bằng lãi suất dự báo tăng vào cuối năm 2021. Vâng ạ, thì như mọi Tuấn đã nói rằng là trong điều kiện mà lãi suất tăng thì một là những doanh nghiệp mà có cái nợ nhiều chúng ta cần phải xem xét, và ngược lại những doanh nghiệp mà có cái tiền gửi tức là tiền trong tổng tài sản của họ ấy, lớn là những doanh nghiệp chúng ta có thể theo dõi và mua vào. Thì trong đó thì Tuấn rất yêu thích ngành bảo hiểm cho câu chuyện này, vì ngành bảo hiểm là đa phần cái tiền của họ tức là đa phần cái cơ cấu tài sản của họ là tiền, có đến 70-80% của họ là tiền đó, nên chính vì vậy mà Tuấn tin rằng là nếu trong trường hợp mà lãi suất tiền gửi tăng ấy, thì những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp sẽ có cái kết quả lợi nhuận rất là khả quan. Dạ vâng, thì anh Tuấn có nhắc đến ngành bảo hiểm thì anh Tuấn có cụ thể cho nhà đầu tư mã nào để nhà đầu tư quan tâm không ạ? Trong ngành bảo hiểm thì nếu như mà chúng ta nhìn thì có thể có một số doanh nghiệp như kiểu PVI chẳng hạn, đúng không ạ? Ngoài ra thì do ngành bảo hiểm về cơ bản cái thanh khoản khá là thấp nên chỉ dành cho những nhà đầu tư mà cái quy mô vốn rất là nhỏ, và ở đây Tuấn không muốn nói vì cái quy mô vốn nó quá nhỏ khiến cho việc mà quý vị đầu tư nhiều có thể gây cho cái giá cổ phiếu bị thay đổi. Ở góc độ của Tuấn, cá nhân Tuấn thì Tuấn có đang sở hữu cổ phiếu MIG khi mà Tuấn tin rằng là cái câu chuyện tăng trưởng, một là câu chuyện về lãi suất tiền gửi, và câu chuyện thứ hai là cái sự năng động của doanh nghiệp này khi họ tích cực mở rộng thị phần của họ trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ. Thì đó là quan điểm của Tuấn, cá nhân Tuấn thôi. Còn ở góc độ ngành cả ngành thì Tuấn nói rằng ngành này là ngành cái về cơ bản cái thanh khoản rất là thấp thì quý vị cần phải để ý trước khi mua vào. Vâng. Tiếp theo về kênh thu nhập cố định thì đó là chúng tôi sẽ nhắc đến kênh trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn. Thì như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy hai slide của chúng tôi thì nửa đầu tháng 6 có 11.850 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ở các thị trường trong nước, và trong đó thì nhóm trái phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật về kênh thu nhập cố định của VNDirect vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Thì tại VNDirect có kênh thu nhập cố định D-Money với lãi suất cam kết của VNDirect. Quý nhà đầu tư có thể đầu tư với giá trị tối thiểu là 1 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 1 tuần đến 2 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Và kênh thứ hai đó là kênh D-Bond trái phiếu VNDirect cam kết lãi suất cố định. Thì quý nhà đầu tư trong thời kỳ hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng sẽ nhận về với lãi suất dao động trong khoảng từ 6,8% đến 8,4%. Và thứ ba đó là kênh trái phiếu VBond, trái phiếu mà VNDirect cam kết mua bán lại. Thì quý nhà đầu tư kênh trái phiếu này sẽ nhận về lãi suất rơi vào khoảng từ 9,8% đến 10%. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ chuyển sang kênh tài sản khác. Ở kênh tài sản khác thì chúng tôi nhắc đến kênh bất động sản. Đà Nẵng trình Thủ tướng duyệt 3 khu công nghiệp 14.000 tỷ đồng. Ở kênh này thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã cho biết là thành phố đã trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư và khẩn trương tổ chức triển khai đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư sau khi mà phê duyệt chủ trương với 3 khu công nghiệp, đó là Hòa Cầm, Hòa Nhơn và Hòa Ninh. Và đây cũng là 3 khu công nghiệp nằm trong danh sách dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020-2025 của Đà Nẵng và có tổng diện tích là 880 ha với vốn đầu tư dự kiến là 14.000 tỷ đồng. Và với kênh bất động sản thì anh Tuấn có. Trong ngành bất động sản khu công nghiệp thì vừa rồi bên bộ gì nhỉ? Có lấy ý kiến rằng là sẽ đưa ra một cái dự thảo nghị định mới, và theo dự thảo nghị định mới này thì có một số điểm chính khiến cho cái ngành bất động sản công nghiệp sẽ triển khai dự án nhanh hơn. Trong đó Tuấn có nhớ một điểm rất là lưu ý, đó là những cái khu công nghiệp mà chỉ tập trung là một ngành nghề duy nhất nào đó sẽ được ưu đãi, và thứ hai nữa là những khu công nghiệp mà cái quy mô diện tích nó từ 200 ha trở xuống sẽ khiến cho việc mà phê duyệt nó không lên đến tầm Thủ tướng Chính phủ nữa, mà chỉ cần đến tầm của Bộ trưởng hoặc là tầm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là hoàn toàn thể đạt được. Đó thì đấy là những cái đặc điểm rất là quan trọng đối với ngành bất động sản công nghiệp. Chính điều đó thì Tuấn tin rằng là sắp tới các cổ phiếu bất động sản công nghiệp mà có cái quỹ đất khá là tốt thì những công ty đấy sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Thì trong đó thì Tuấn có ưa thích ví dụ như công ty SSC, Sonadezi Châu Đức. Công ty này thì họ có sẵn cái quỹ đất sạch rồi và họ chỉ sẵn sàng cho thuê thôi. Và cái quỹ đất của họ là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, và khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là khu vực cũng rất là gần cảng Cái Mép, và đồng thời nữa là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là có cái chi phí thuê đất ấy, nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Đó thì đấy là một công ty Tuấn cũng khá là ưa thích. Công ty thứ hai là công ty về PHR, là công ty Phước Hòa, cao su Phước Hòa, khi họ có đến 15.000 hecta đất ở khu vực Bình Dương. Mọi người biết rằng là có hai tỉnh có đất công nghiệp lớn nhất, đó là Đồng Nai và Bình Dương, vì hai tỉnh này đều là gần những cái vùng lớn của trong bộ tứ kinh tế của miền Nam, gồm có Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, và đâu đó còn thêm Long An nữa. Đó thì nếu như mà nhìn trong dài hạn thì Tuấn rất là ưa thích, tức là chung và dài hạn, tức là khoảng 1-2-3 năm tới, Tuấn rất là ưa thích PHR, khi mà họ sắp tới họ triển khai một loạt các dự án bất động sản khu nghiệp mới, đặc biệt là khu Tân Lập với 200 ha. Và vừa rồi có anh Mai Hữu Tín vừa mới vào cái hội đồng quản trị của PHR, đồng thời cái chi phí mà khen thưởng phúc lợi ấy, cũng giảm từ 20% còn 7,5%, và cái cổ tức cũng được tăng lên từ 4.000 lên 4.500. Thì đấy là những cái đặc điểm rất là tốt của PHR. Còn trong ngắn hạn hơn, ví dụ trong ngắn hạn 1 năm tới thì Tuấn nghĩ rằng là SSC là một công ty rất đáng để xem xét. Đó thì đấy là hai công ty mà Tuấn rất là ưa thích. Cảm ơn anh Tuấn. Vậy thì tiếp theo của kênh tài sản khác thì chúng tôi sẽ nhắc đến kênh Bitcoin. Thì đối với kênh này thì hệ thống ngân hàng trung ương trên toàn thế giới vẫn đang giữ những động thái khá tiêu cực đối với kênh tiền ảo. Tuy nhiên thì quý nhà đầu tư có thể chỉ là tham khảo thôi để mình có những cái sự lựa chọn trong tương lai. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Và tuần này thì anh Tuấn sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư câu chuyện gì ạ? Tuấn có một câu chuyện khá hay gửi quý vị anh chị. Đó là gần đây chúng ta biết được câu chuyện về thiếu chip rất là lớn, rất là nguy kịch ấy. Vì khi mà thiếu chip thì khiến cho một loạt các công ty sản xuất như ô tô này, điện thoại này, họ sẽ phải dừng lại. Và đồng thời nữa là sắp tới thì triển khai 5G khiến cho cái IoT ấy, tức là internet vạn vật, nó còn phát triển mạnh nữa. Vì vậy cái việc mà thiếu chip ấy, nó càng ngày càng trở nên là khan hiếm, đúng không ạ? Thì trong trường hợp đấy thì có một công ty là TSMC, là một công ty của Đài Loan, họ chiếm đến 92% cái công suất thị phần sản xuất chip toàn cầu, và 8% còn lại thì đa phần là thuộc về Samsung. Và có một đặc điểm rằng là TSMC họ sản xuất được chip 5, tức là họ đã sản xuất được hàng loạt chip 5 nanomet thì lúc đó Samsung mới bắt đầu sản xuất được. Gần đây họ mới sản xuất được. Và đồng thời bây giờ là TSMC đã tiến đến sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet rồi. Và họ lại vừa mới đưa ra được rằng là cái công nghệ sản xuất chip 1 nanomet, tức là họ đã đi trước thì Samsung rất là nhiều rồi. Đó thì cái câu hỏi đặt ra rằng là tại sao một doanh nghiệp từ Đài Loan họ có thể vượt trội hơn Samsung để nhiều đến như vậy, họ vượt trội hơn tất cả phần còn lại thế giới như vậy. Thì câu chuyện diễn ra cách đây từ 30 năm trước, năm 1987, khi mà ông Charlie Chang, tức là người nhà sáng lập của công ty này, ông ấy bắt đầu nhìn thấy rằng là lúc đấy thì Đài Loan bắt đầu mới đang làm gọi là gia công may mặc cho các thị trường nước ngoài. Thì ông ấy đã nhìn thấy rằng là tương lai chip sẽ một ngành hoàn toàn để gia công, và ông bắt đầu phát triển cái ngành chip đó, đầu tư rất nhiều vào công nghệ R&D. Thì cái điểm thứ hai của ông ấy đó là đầu tư rất nhiều vào R&D. Và năm 2008, khi mà toàn bộ thế giới chìm trong chìm trong khủng hoảng. Rất nhiều những công ty cắt giảm chi phí để bảo sự sinh tồn, thì ông ấy còn tăng cái chi cho R&D để phát triển, tiếp tục phát triển cái đội ngũ phát triển chip đó. Thì đấy chính là hai đặc điểm của công ty này. Một đó là tầm nhìn rất là xa, và thứ hai nữa là họ rất là nhất quán trong hành động và họ luôn luôn chi tiền cho R&D. Đó, thì trong cái trường hợp như thế thì nếu như nhìn xa hơn trong đầu tư thì Tuấn rất thích những công ty nào mà họ có tầm nhìn xa và họ chi rất nhiều cho R&D, thì đấy là những công ty mà Tuấn tin rằng là về dài hạn những công ty đấy công ty rất là tốt. Trong cái đó thì Tuấn có thể gợi ý đến quý vị anh chị một công ty ví dụ thôi nhé, đó là công ty DGC chẳng hạn, Đức Giang, hóa chất Đức Giang. Công ty này họ có một cái rất là chịu chi cho R&D, tức là họ chi đến khoảng 10% lợi nhuận sau thuế hàng năm cho R&D để họ chế biến sâu cái quặng apatit, phốt pho vàng. Và thứ hai là doanh nghiệp này khá là ok ở chỗ như này là họ sở hữu cái quặng apatit, và mọi người biết rằng là việc sở hữu một quặng apatit bây giờ rất là khó trên thế giới. Việt Nam mình chiếm 40% thị phần xuất khẩu phốt pho vàng phần thế giới, và DGC là công ty lớn nhất trong ngành tại Việt Nam. Đấy, đó là hai đặc điểm mà công ty này vừa có lợi thế cạnh tranh này, vừa rất là chịu khó chi tiền cho R&D. Thì những doanh nghiệp này Tuấn nghĩ là doanh nghiệp có thể đầu tư trong dài hạn. Đó. Vâng. Vậy thì tóm lại là câu chuyện mà anh Tuấn có gửi đến quý nhà đầu tư có hai bài học. Bài học thứ nhất đó là việc chọn những tài sản mới và đi trước trong tương lai là rất quan trọng, và nhà đầu tư nên dành một chút tiền cho những cái xu hướng mới của xã hội. Và bài học thứ hai đó là những công ty về sản xuất và công nghệ thì chi R&D là bắt buộc để duy trì lợi thế cạnh tranh, và mặc dù kết quả kinh doanh ngắn hạn có thể giảm sút nhưng sẽ rất có ích cho nhà đầu tư trong dài hạn. Đúng rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Có một câu hỏi của bạn Trịnh về DiviGold đã nên vào hay chưa, thì không biết là bạn nhìn trong ngắn hạn hay dài hạn. Thực ra là đúng với quan điểm của Tuấn thì Tuấn thấy rằng là DiviGold họ đã có cái cú tăng giá rất là mạnh mẽ trong 1-2 năm vừa rồi. Đặc điểm quan trọng nhất là bởi vì họ đã chuyển dịch cái sang mặt hàng chiến lược rất là đúng lúc và kịp thời. Tuy vậy thì cái P/E của họ ấy, tức là cái định giá của họ hiện tại đang đâu đó khoảng 17-18 lần. Nó một mức giá rất là cao cho một doanh nghiệp mà chỉ là bán buôn, lợi thế cạnh tranh nó không quá rõ ràng so với các doanh nghiệp khác, vì cái rào cản đầu vào của doanh nghiệp bán buôn nó không quá lớn đâu. Đồng thời với thế là những doanh nghiệp mà bán lẻ, quy mô bán lẻ rất là lớn như kiểu Thế Giới Động ấy, họ hoàn toàn có thể gia nhập đâu đó vào ngành này. Thì đấy là những cái rủi ro cạnh tranh khiến cho cái việc định giá là 17-18 lần nó là khá là đắt. Tức là nếu như đầu tư vào DiviGold chúng ta phải bet vào câu chuyện tăng trưởng, và câu chuyện tăng trưởng cho cái một mức PE khoảng 17-18 lần, giả sử năm nay lợi nhuận tăng gấp đôi đi thì PE nó về khoảng 9-10 lần thì bắt đầu là mức fair, tức là nó fair cho hết năm nay, ít nhất là như vậy. Thì trong trường hợp đấy thì Tuấn tạm thời xin phép không đánh giá DiviGold. Câu hỏi thứ hai là muốn nhận báo cáo phân tích tự động qua Gmail thì hiện tại là nếu như bạn tham gia mở tài khoản tại VNDirect thì sẽ có các bạn AI, tức là những bạn mà dịch vụ khách hàng ấy, các bạn sẽ chịu trách nhiệm gửi tin cho bạn hàng ngày. Đó thì bạn có thể kết nối với cả, tức là có trên app của VNDirect có cái phần mà chat với cả khách hàng ấy, và D-Link ấy, thì bạn có thể vào phần D-Link để bạn chat trực tiếp với cả cái người đang quản lý tài khoản cho mình để yêu cầu các bạn hỗ trợ gửi tin đều hàng ngày. Rồi, ok. TDM trong khoảng 6 tháng 1 năm thì TDM hiện tại cái giá của họ khá là fair, và tăng trưởng của doanh nghiệp này không quá lớn đâu. Ok, Tuấn nghĩ rằng là một doanh nghiệp mà thiên về ngành 9X như TDM khá là ok, có thể mua và giữ để nhận cổ tức cũng được. Tuy vậy cổ tức của doanh nghiệp này không quá cao, bằng 1.200 đồng mà trên giá là 28 thì không quá hấp dẫn. Tuy vậy thì những doanh nghiệp mà tiện ích thì cơ bản là giá của họ sẽ thường là rất là giữ giá và có thể phòng vệ được trong cái rủi ro giảm giá của toàn thị trường. Nhưng mà góc độ mà để đầu tư mà sinh lời tôi nghĩ rằng là nó hơi chậm. Tiếp theo là các vấn đề công ty Đài Loan sản xuất chip có tác động thế nào tới doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam? Việc Trung Quốc cấm Bitcoin có tác động thế nào đến dòng tiền ra thị trường? Việc Trung Quốc nó thực ra cái Bitcoin nó sinh ra theo cái quan điểm của Tuấn thì nó đã là mục tiêu rằng là nó out của tất cả các chính phủ. Đó nên thành ra rằng là nó là dòng tiền toàn cầu. Chính vì vậy mà Tuấn nghĩ rằng là câu chuyện về Bitcoin thì câu chuyện rất là khó nói trong dài hạn. Tuy vậy thì Tuy vậy câu chuyện Tuấn nghĩ rằng để cấm được toàn bộ Bitcoin ấy, để Bitcoin chết hẳn ấy, Tuấn nghĩ rất là khó. Đó. GDT Tuấn nghĩ khá là ok đấy. GDT là công ty mà nhất là cái nhu cầu gỗ nội thất tại thị trường Mỹ đang tăng lên rất là cao, thì có GDT và PTB là những công ty mà đã có cái tăng trưởng giá, tức là tăng trưởng kinh doanh ấy, về mảng gỗ rất là tuyệt vời trong cái giai đoạn vừa qua. Đó. TTG, MBB mua gia tăng được không ạ? Trong hai doanh nghiệp này thì Tuấn ưa thích MBB hơn một chút, vì doanh nghiệp này có hệ sinh thái khá là ổn, và lãnh đạo văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp đang khá là thúc đẩy, tức là rất là active trong việc phát triển cái quy mô của doanh nghiệp lên. Và nhưng mà trong trường hợp câu hỏi của bạn như này thì trong ngắn hạn thì Tuấn sẽ không comment nhé. Còn trong dài hạn chúng ta nhìn khoảng 2-3 năm tới thì giá này vẫn ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà trong ngắn hạn hoàn toàn nó rủi ro giảm giá, thì điều đấy là điều rất là khó dự báo. Tuấn sẽ không dự báo trong ngắn hạn. Ok, về cơ bản là các câu hỏi như vậy thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn đã trả lời câu hỏi cho quý nhà đầu tư. Và sau đây chúng tôi xin phép một phút quảng cáo, đó là ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư của chúng tôi và thứ hai hàng tuần thì chúng tôi còn có chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư thì sẽ phát sóng trên YouTube vào lúc 14 giờ thứ tư hàng tuần. Và tiếp theo đó là kênh Cổ Phiếu 360 Độ sẽ phân tích cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Thời gian sẽ được live stream vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và có một chương trình rất là đặc biệt, đó là Đối thoại với PM. Ở đây thì chúng tôi sẽ mời những PM rất nổi tiếng trên thị trường để chia sẻ về triết lý và chiến lược đầu tư cho quý nhà đầu tư. Chương trình của chúng tôi sẽ phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy 2 tuần một lần. Ngoài ra thì chúng tôi có hai cộng đồng trên Facebook và Stockbook, đó là VNDirect đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán DiviGold, thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào để tham khảo những thông tin của chúng tôi ở trên đó. Và tất cả những thông tin, những chương trình của chúng tôi thì đều được cập nhật trên page Facebook, đó là Trung tâm Tư vấn Đầu tư VNDirect, thì quý nhà đầu tư có thể tham gia follow theo dõi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.